Dạ xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của mấy anh em YouTube nha cả nhà. Mấy anh em yêu thương trọng đêm yêu thương đến nha cả nhà. Hôm nay thì đến đây để gặp anh Huy Lê, để chia sẻ những thông tin và cập nhật những thông tin đáng chú ý gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình. Đặc biệt là cái show ngày 16 tháng 10 trên màn hình của chú chị và các bạn đã thấy là anh Huy Lê cả nhà. Dạ, mấy anh em chào anh Huy nha. Trong Huy xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú anh chị khán giả ở gần cũng như ở xa. Một lời chào trân trọng nhất. Dạ anh Huy ơi, hôm nay thì mấy anh em đến đây để gặp anh, hy vọng là chia sẻ chi tiết lại cái show ngày 16 tháng 10 sắp tới. Dạ. Chi tiết hơn để cho cô chú anh chị và các bạn biết về cái chương trình và cũng như là cái giá vé như thế nào anh. Ngày 16 tháng 10 á, là Huy có một cái đêm nhạc là với chủ đề là chuyện ba người, diễn ra vào lúc 19:30 ngày 16 tháng 10 tại quán Tham Coffee, địa chỉ là 386 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, với sự tham gia của ca sĩ hải ngoại Ngọc Liên nè, ca sĩ Quốc Đại nè, bé Hồng Loan nè, bạn Á Quân tuyệt đỉnh sông ca năm 2023 Hồ Khắc Tùng và bạn Phan Duy Khanh. Đó. Quá trời nhiều là chương trình này thực sự là một chương trình rất đặc biệt và có nhiều sự kết hợp rất đặc biệt của tất cả các anh chị em nghệ sĩ tham gia trong chương trình. Dạ. Lần trước thì anh cũng có tổ chức một cái show tại quán, được cô chú anh chị gần xa đón nhận nhưng chưa. Lần này thì anh tiếp tục lại co ra một cái show nữa. Thì với một cái chương trình với chủ đề là chuyện của ba người. Thì với cái chủ đề thì anh cho em hỏi với chủ đề chuyện ba người thì nó có cái gì đặc biệt trong cái chuyện ba người đó không anh? Có chứ. Tại vì khi mình lên cái chủ đề gì đó thì mình phải cái kịch bản của mình phải có cái sự liên quan với chủ đề. Chuyện ba người là ba người là về giống như là Liên, ca sĩ Ngọc Liên sẽ song ca với lại Bé Loan, rồi Bé Loan sẽ song ca với anh Đại, hoặc có thể là tam ca. Có nghĩa là Huy sẽ cố gắng tạo được những tiết mục đặc biệt nhất trong chương trình để phục vụ cho tất cả quý vị khán giả đến với đêm nhạc ngày 16 tháng 10. Dạ. Huy ơi, thì cái show ngày 16 tháng 10 á có giống như cái show hôm trước không anh? Là ghế ngồi nè, có sắp xếp giống như vậy hay không và cái giá vé như thế nào nữa? Show ngày 16 tháng 10 thật sự là vị trí ngồi và tất cả sắp xếp ghế cũng giống như là cái đêm tri ân vừa rồi. Tại quý vị cũng biết rồi, tại quán của Huy là quán cà phê, chứ không phải phòng trà hay là sân khấu, nên cái vị trí ngồi là cũng hơi như là không thoải mái về góc nhìn giống như ở phòng trà hoặc là sân khấu. Thì cũng rất mong là được sự thông cảm của tất cả các cô chú khán giả yêu thương đến với chương trình. Và đặc biệt là chương trình này là cái giá vé của Huy là 250.000 một vé. Là trong giá vé của mình đã bao gồm một phần nước rồi. Thì quý vị khi mà nhận được cái phiếu đặt chỗ hay là cái vé thì quý vị khi vô thì sẽ có các bạn nhân viên order nước cho mình. Và đặc biệt là quý vị nếu mà đã đến với chương trình thì cố gắng đến sớm giùm Huy. Và cái này là không có số ghế nha. Là có nghĩa là ai đến sớm mình sẽ được ngồi trước và ai đến trễ thì mình sẽ ngồi sau hoặc ngồi xa hơn chút xíu, nhưng mà đều có ghế ngồi hết. Đó thì cũng rất mong là quý vị khán giả đã yêu thương rồi thì cũng là cố gắng là đồng hành với ban tổ chức để cho chương trình mình diễn ra một cách tốt đẹp hơn. Lần trước anh Huy là cái show lần trước là anh cho cô chú anh chị mình thưởng thức những cái ly nước uống mà pha chế để trong một cái ly giấy. Thì lần này thì như thế nào anh Huy? Lần này thì mình cũng y chang như vậy, là mình có menu ra thì các bạn pha chế sẽ làm vô từng ly giấy cho mình cầm nó cũng dễ hơn là ly sành. Cái thứ nhất, thứ hai là khách mình quá đông đi lại nó sẽ bị vướng bận và rất là dễ đổ vỡ. Đó thì cũng rất mong là quý vị khán giả cũng thông cảm giùm cho ban tổ chức, có nghĩa là ban tổ chức làm những gì tốt nhất cho đêm diễn của mình. Và Huy cũng chia sẻ luôn, nếu mà cô chú anh chị em nào mà thật sự là muốn đến tham gia chương trình ngày 16 tháng 10 thì hãy liên hệ với Huy để đặt vé sớm. Tại vì mọi người biết không, có nhiều khán giả cứ là nghỉ quán cà phê mình đến mình vô mình coi thôi, mà không ngờ là một đến đến bị hết chỗ. Ngay cả show tri ân vừa rồi cũng vậy, có nhiều khán giả phải đi về. Và có nhiều khán giả nói luôn thôi cho vô đi đứng không được. Mà mình thì mình không làm như vậy được. Mặc dù hôm bữa mình cũng cho rất là nhiều cô chú khán giả ở xa đi vô đứng coi thôi. Đó là bây giờ hết chỗ ngồi rồi. Đó thì Huy vẫn cho vô đứng mà Huy không tính tiền vé gì hết. Có nghĩa là gì, cái đó là bất đắc dĩ. Thấy cô chú anh chị đã đến nơi rồi mà bây giờ mà tự nhiên không cho, không có chỗ, không cho vô, mà thật sự có nhiều cô chú ở xa. Tuốt ở đâu Hóc Môn, tuốt ở đâu mình Thủ Đức chạy xuống, cứ nghĩ là cà phê mình vô là sẽ có chỗ ngồi. Thì uống cà phê xong rồi mình ngồi coi ca nhạc.
đó, cái nhiều cô chú là cứ bị lầm tưởng là như vậy. Thì giống như chương trình này cũng rút kinh nghiệm là các cô chú hãy nên đặt vé sớm dùm cho Huy để Huy biết được số lượng khách đến với đêm nhạc bao nhiêu, để Huy còn sắp xếp chỗ được trong mọi thứ, để cho tất cả những người khán giả khi đến với đêm nhạc ngày 16 tháng 10 sẽ được ngồi thoải mái hơn để thưởng thức âm nhạc, uống những ly nước ngon, ngồi trong không gian rất là lãng mạn và đẹp. À, cái menu nước mình có giống như lần trước mà phong phú như lần trước mà đủ hết, đủ 50-60 món nước là quán mình bán làm sao là trong menu nó y chang như vậy. Thì quý vị có thể kêu bất cứ cái món nào trong menu, không cần, đừng quan trọng nhìn giá trong đó, thích món nào thì mình kêu món đó. Đối với em thì chắc em chọn cái nào mắc nhất, bự nhất, to đây nhất. Mắc nhất thì cũng cũng có, nếu mà mắc nhất nước của quán anh cũng sắm mấy 70,000 rồi đó. Cái nước anh trung bình là khoảng 40,000-50,000 rồi đó, tầm cỡ đó thôi. Nước mà có mấy 70,000 là nước gì biết đường tính à? Cái đó là anh nghĩ chắc sinh tố bơ sùng riêng rồi, cái giá đó thôi chứ. Chứ mà nước thường thì cũng tầm khoảng 40,000-50,000 thôi. Nói chung là quý vị trong menu mình có gì được gì cũng được tiêu hết, không quan trọng. Lần này thì anh Huy quyết định là phát hành bao nhiêu vé anh ạ? Dạ, quán mình là thường nếu mà sức chứa thì quý vị khoảng 200. Dạ. 200 là đẹp. Dạ. Chứ mà bây giờ mình làm nhiều quá thì có nhiều khán giả ngồi không coi được. Dạ. Đó, nên số lượng vé cũng có hạn, thì cũng rất mong là các cô chú đã yêu thương, đã ủng hộ thì hãy đặt vé sớm để cho ban tổ chức sắp xếp được và biết được là số lượng tham gia khách trong đêm nhạc mình là bao nhiêu. Dạ. Cái bán vé là vé 250,000. Vậy thì anh Huy cho em hỏi là kể từ bây giờ anh bắt đầu bán vé hay như thế nào thì? Dạ, hiện giờ là Huy đã nhận đặt vé luôn rồi. Quý vị khán giả nào mà cứ cần đặt vé thì liên hệ qua số 0903 039 119 là số điện thoại của Huy. Thì Huy sẽ trực tiếp nhận vé cho quý vị. Thì nếu quý vị đặt vé thì quý vị chuyển khoản thì Huy sẽ chụp hình vé lại, quý vị gửi với Zalo hay có tên gì đó, thì tới ngày đó quý vị khán giả cứ đến đọc tên gì đó, tại quý có danh sách hết. Dù tên Tài, số điện thoại này đặt 4 vé thì đã chuyển khoản rồi, thì quý sẽ đưa 4 vé qua cho mọi người. Thì cái vấn đề nữa là cái show của mình lần trước á, là cái sân khấu nó nằm ở vị trí là nhà cổ. Thì lần này thì anh có sự thay đổi hay là không, hay là vẫn để như vậy? Dạ không, vị trí của sân khấu mình vẫn nằm y chang như vậy. Để gì? Tại ngay nhóm là ngay chính giữa trung tâm thì tất cả khán giả hai bên đều ngồi coi được hết. Còn giống như ban đầu, nếu như kế hoạch ban đầu là định là sân khấu ở trong khu Đà Lạt, thì quý vị ở ngoài vườn diễn tới sẽ không coi được, mà vướng rất nhiều góc, vừa góc cột của nhà gỗ vừa cây đồ mọi thứ, nên là cũng hơi bị khó coi cho khán giả. Với lại trong cái chương trình này á, em thấy hôm trước anh có chia sẻ rằng là có nhiều khách mời đặc biệt cũng như là đến tham dự coi chương trình, thì anh có thể nào tiết lộ cho cô chú anh chị mình biết được gồm có những ai không anh, để cô chú anh chị mình có thể chuẩn bị gặp gỡ thần tượng của mình. Tài thì hay hỏi phân tích sâu thì thôi, nếu mà đã hỏi thì thôi anh cũng chia sẻ luôn. Là đêm nhạc đó có sự góp mặt của Benny. Đi có điện nói em hẹn anh ngày 16 tháng 10 em sẽ đến, em sẽ có mặt ở chương trình của anh. Còn công việc của Ni sắp xếp như thế nào thì anh không biết. Nhiều khi công việc mà mình không biết được, đôi khi có công việc đột xuất thì sao. Nhưng mà Ni bữa đi nói là 16 tháng 10 em sẽ có mặt ở đây để ủng hộ cho gia đình mình. Vậy là anh và chị Ni có liên hệ với nhau. Có nghĩa là chị Ni sẽ đến, nhưng không biết tới lúc đó thì có việc đột xuất gì hay không. Đúng chưa rồi. Biết đúng không? Đúng rồi. Có thể đó là việc ngoài dự kiến. Đúng rồi. Nhưng mà Ni nói là em sẽ đến mà, anh yên tâm. Má Tư thì chắc chắn là sẽ có ha. Má Tư khó chứ, là bây giờ mới la hát đâu, thì má Tư là má mà thì phải đi ủng hộ thôi. Luật sư Tiết Ngọc thì sao anh Huy ha? Luật sư Tiết Ngọc thì anh không biết. Anh chưa biết. Đã hên xui đi. Làm trước. Nói chung là mình cứ để mọi chuyện nó tự nhiên, nó thuận duyên đi. Chứ mình đừng có tính toán mọi thứ, mình đừng có sắp đặt rồi thì nó, khi mà mình tự nhiên thì đến thì rất là mừng, rất là vui. Còn đôi khi mình sắp đặt nhiều quá thì nó đôi khi nó không theo ý muốn của mình thì mình lại không vui. Cái cuộc sống cứ để gì sống cứ tự nhiên mà thoải mái. Huy cứ bí mật. Chứ bây giờ mà kêu Huy mà nói rõ ràng ra hết luôn tất cả mọi thứ về đêm nhạc thì đâu còn gì gọi thú vị. Phải mình bí mật thì mình để giờ cuối mình mới bật mí ra cho quý vị khán giả biết. Cũng khá là lâu rồi cô chú anh chị mình đó là không có gặp chị Ni. Nếu mà chị Ni xuất hiện thì không biết là cả nhà mình, cô chú anh chị mình có yêu cầu chị Ni hát không hết ta.
cho để lại cái comment bên dưới nha cả nhà ơi. Có thể là anh Huy và chị Ni. Dạ. Dạ thôi, Vi cũng xin là thôi để cho Vi đứng phía sau sân khấu đi. Dạ. Để Vi lo cho chương trình, Vi lo cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ. Dạ. Còn cái chuyện mà để mà Vi mà hát á thì thôi để một tiệc nào đó. Dạ. Ví dụ mình là có đám tiệc gia đình nào đó thì Vi có thể Vi hát được. Còn mà về chương trình mà ca nhạc, tại vì có rất nhiều khán giả. Yeah. Mình phải tôn trọng khán giả. Yeah. Mà dù mình biết cái sức lực mình tới đâu thì thôi mình tự rút lên nó lành. Mặc dù biết mọi người là thương đó, ủng hộ. Yeah. Nhưng mà thôi, em thật sự là em chưa dám đứng sân khấu hát đâu. Em chỉ đứng sau lưng sân khấu. Yeah. Để em lo chương trình, em làm đạo diễn chương trình, em lo cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ. Yeah. Lần này thì anh Huy có sắp xếp và bố trí giống như lần trước là có các anh bảo vệ đó. Thì có giống như lần trước không Huy? Có em. Dạ. Có nghĩa là chương trình nào của anh cũng vậy, phải đều có một đội vệ sĩ. Dạ. Để thứ nhất là bảo vệ cho chương trình. Dạ. Thứ hai là bảo vệ cho khách của mình. Dạ. Thứ ba là phải bảo vệ an toàn cho những anh chị em nghệ sĩ tham gia chương trình. Dạ. Cái đó là ba cái yếu tố mà đều đặt lên hàng đầu của ông Huy. Một điều quan tâm nữa, nếu mà cô chú anh chị mình ở xa, ví dụ như ở Củ Chi, ở Đồng Nai, Bình Dương mà mua vé mà đi với cái xe mà như 16 chỗ gì đó thì anh có nơi đậu xe cho cô chú không anh? Nếu mà các cô chú anh chị mà ở xa mà đi xe hơi, đi xe buýt gì cũng được. Xe buýt luôn. Là thật sự là cứ xuống quán Huy là đều có chỗ bãi đậu xe riêng hết. Dạ. Quý vị khán giả yên tâm nha, không phải tốn tiền. Dạ. Bãi đậu xe của quán Huy là không phải tốn tiền gì hết, ngay cả xe Honda và xe hơi. Và bãi đậu rất là rộng. Dạ. Ở 50 chiếc xe buýt đậu vẫn được, yên tâm những vấn đề đó. Nên quý vị khán giả ở xa, quý vị đi xe xuống 16 chỗ, giống như xô tri ân gì gọi, cũng 3-4 chiếc 16 chỗ. Dạ. Thì anh cũng cho vô bãi, tại anh đã có hợp đồng với bãi xe rồi, tới bên quán luôn. Dạ. Đó, thì phải là kéo bên quán luôn anh? Đúng rồi, cách quán mình khoảng 20-30 mét thôi. Thì em cho đi xe vô bãi xe hết cho nó an toàn. Tất cả là miễn phí hết hả? Miễn phí hết, không tốn tiền giữ xe, không tốn tiền gì hết nha. Chỉ tốn tiền mua vé thôi. À, xuống vô là nước không tốn tiền luôn. Dạ. À, vô uống xong mình cứ đi về thoải mái và vui vẻ. Chương trình của mình thì sẽ bắt đầu chính thức là mấy giờ? 19:30. Dạ. Thì cũng rất mong là quý vị khán giả cố gắng đến đúng giờ hoặc sớm hơn cũng được, tại vì mình là quán cà phê sớm hơn mình thêm đi chụp hình cũng được. Dạ. Để làm chi? Để cho chương trình mình diễn ra đúng giờ, tại mình quán mình nằm trong khu phố còn rất là nhiều nhà dân. Dạ. Nhưng mà mình làm thì làm phải trước 10 giờ mình phải out. Dạ. Không có gây ồn ào cho nó sớm đó. Dạ. Nên quý vị khán giả cũng thông cảm là đúng giờ dùng Quy, tại đúng 19:30 là Quy mở màn, chương trình mình sẽ kết thúc là lúc 21:30. Dạ. Đó. Lần trước thì nó quá là thành công với lại cái đêm tri ân khán giả của chị Loan. Yeah. Lần này tiếp tục là với cái chủ đề là chuyện ba người. Yeah. Nếu lần này cô chú anh chị mình cũng đông đảo như lần trước nữa thì cũng giống như theo cái lời dự kiến và lời hứa của anh Huy là một tháng sẽ có 2 show. Yeah, gửi đến cô chú anh chị mình có thể đến để xem chương trình ca nhạc, giao lưu, gặp gỡ. Yeah. Thì anh Huy có ấp ủ về cái điều đó không? À, thực sự là đó là nằm trong kế hoạch của Huy rồi. Huy đã nói là trong kế hoạch của Huy là Huy sẽ làm. Dạ. Đã mình lên cái bước mình phải tính toán bằng mọi cách mình phải làm. Dạ. Đó, thì bởi vì ví dụ là tuần này, ví dụ đợt này là Hồng Loan, Quốc Đại hay ca sĩ Hoàng Ngọc Lý. Dạ. Làm sao có thể là Quách Tấn Vũ. Dạ. Làm sao nó có thể là anh Lâm Hùng. Dạ. Làm sao nó có thể Dũng Lâm Tử. Dạ. Làm sao nó có thể Linh Tý, có nghĩa là mình sẽ xây luôn phim biểu diễn, các nghệ sĩ sẽ đến quán này và sẽ giao lưu gặp gỡ những người khán giả yêu thương mình nhiều hơn. Dạ. Quá là tuyệt vời luôn, anh Huy lên kế hoạch phải nói là rất là tuyệt vời. Và một câu cuối trước khi kết thúc cái video này thì em muốn hỏi anh Huy là cái vé thì mình ngoài ra mua ở anh Huy, mua ở quán cà phê, thì còn mình có thể khán giả của chúng chị mình có thể mua ở đâu được nữa không? Mình có thể mua bên Bé Loan cũng được. Các anh chị, các bạn có thể là lên Bé Loan sẽ like bán vé thôi. Yeah. Thì mình vô phiên live mình mua thì mình đặt đi thì Bé Loan sẽ chuyển khoản cho Bé Loan đưa cho anh một danh sách đi Trang như vừa rồi. Yeah. Là Loan chuyển qua cho anh một danh sách là khách là bao nhiêu vé, tên gì, bao nhiêu vé. Yeah. Thì cũng giống như Trang anh nhận ở đây thôi. Yeah. Thì các khán giả vô thì cứ đọc tên và số điện thoại thì đây anh sẽ đưa vé cho mình. Như vậy là có 3 cách để mình mua. Thứ nhất là điện cho anh Huy. Dạ. Thứ hai là tới quán cà phê của anh Huy. Dạ. Thứ ba là gặp chị Loan, liên hệ với chị Loan. Đúng rồi. Nghĩa là mình 3 phương thức để mình có thể mình mua được vé để mình tham gia cái đêm nhạc ngày 16 tháng 10. Dạ. Với hai hình thức mua là một là tiền mặt, hai là chuyển khoản. Dạ đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Có cái phương thức thứ ba là trả góp của mình. Trả góp hả?
À, nếu mà mua mối đi thì là mua sỉ đi. Dạ. Dùng mua sỉ là 200 vé rồi đó. Dạ. À, cho trả góp. Trả góp hả? Trả góp không lãi suất luôn. Dạ. Ờ, quá tuyệt vời luôn. Đó là cái câu không nói vui nha cả nhà. Nhưng mà biết đâu anh Huy lại suy nghĩ lại. Rồi, em cảm ơn anh Huy đã chia sẻ những thông tin cực kỳ là quý và cực kỳ là vui và cũng như là rất là hấp dẫn nha. Vào ngày chúng ta sẽ có một cái hẹn vào ngày 16 tháng 10 ha. Cảm ơn anh Huy đã chia sẻ. Em chúc anh Huy có nhiều sức khỏe, chúc anh Huy có nhiều show và được cô chú anh chị yêu thương đón nhận của show của anh Huy ha. Dạ, Huy cũng trước khi kết thúc cái clip này thì Huy cũng cảm ơn tất cả các cô chú anh chị, những người khán giả trong và ngoài nước lúc nào cũng yêu thương, lúc nào cũng đồng hành, lúc nào cũng quan tâm với những hoạt động của Huy cũng như là tất cả anh em trong team. À, thì Huy đại diện cho ekip, đại diện cho tất cả các anh em nghệ sĩ gửi lời chúc sức khỏe và bình an đến tất cả mọi người khán giả đã yêu thương và đồng hành với team của em từ đầu đến giờ. Rồi, cảm ơn Huy, xin chào Huy ạ. Dạ, chào cả nhà.